Đây là quán cơm chay của chị Hiếu ở Sa Đéc. Được biết thì sáng ngày nay thì ngày rằm tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 thì cái quán cơm chay đó quý vị, khách người ta bu vậy, quá trời đắt nha. Quá đông luôn nha quý vị. Trước mặt quý vị thấy không? Rất là đông nha. Bán không kịp luôn nha. Ba mẹ con đứng bán mà bán không kịp luôn. Giấc này là 10 giờ 40 đó quý vị. Là buổi sáng đó quý vị. Mà giấc này khách vẫn còn bu. Vẫn còn đông nha. Múc không kịp luôn quý vị. Khách đứng chờ đợi luôn quý vị. Đây là chợ Sa Đéc quý vị. Quán cơm chay của chị Hiếu. Chị bán là cơm chay, mì xào, bánh lọt quý vị. Quá đông. Xe ông ra đậu nè. Còn khách mà đứng chờ nè quý vị. Đứng chờ đợi. Đây chị. Rồi cảm ơn các chị. Đây là hộp cơm chay của chị. Hộp cơm chay này là 17.000 của chị. 17.000 hộp. Ngày thường của chị là giấc này là khách đã vắng từng của chị. Nhưng mà ngày rằm thì nó lại khác nha. Đây, khách là mua xong đi ra quý vị. Đó, khách mua xong đi ra. Giờ khách khác đi vô. Ở đây thì cơm chay nói chung là cũng bán cũng bình dân quý vị. Tại vì đây là bán đồ món đâu mà. Bán cũng nhiều món lắm quý vị. Thì ngày hôm nay thì ngày rằm này là rằm tháng 7, còn gọi là rằm Trung Nguyên đó quý vị. Rằm Trung Nguyên là rằm lớn đó quý vị, cũng là cái tháng rằm lớn, và lễ Vu Lan Bồn cũng là vào cái tháng 7 luôn quý vị. Nãy giờ mà khách đứng chờ quá không kịp luôn quý vị. Cơm chay á, người đi vô người đi ra. Rồi video ngắn ngày hôm nay thì Minh Tiền chia sẻ đến đây. Thì Minh Tiền cũng cảm ơn quý vị, các bạn của bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho Minh Tiền một tay, một đăng ký, một chia sẻ nha, để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin khép và xin chào quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị video mới tiếp theo.